Rồi bây giờ tức là cái tình trạng cái xe nó như thế nào, em tả từ đầu đến cuối coi nào. Dạ bây giờ là em tình trạng là xe tắt khóa. Rồi. Thì em bật chìa khóa để nó đi bình thường nào không ạ? Rồi ok. Đó, nhưng em tắt khóa đi là đèn đồng hồ vẫn sáng, có còi. Rồi ok. Rồi. Tắt được sau khóa dạ. Rồi ok. Rồi bây giờ em để im như vậy nhá. Dạ. Để im như vậy. Vâng. Rồi em quay xuống đuôi ổ khóa. Rồi em rút ra, em rút ra. Dạ em rút rồi. Rồi. Rồi xe có mất điện không? Vẫn không mất thầy, vẫn có. Rồi ok, như vậy thì có nghĩa là cái ổ khóa không bị. Dạ vâng. Rồi ok, rồi cắm vào lại. Dạ rồi. Rồi, bây giờ em quay sang em rút con giờ le màu trắng cho anh. Con giờ le màu trắng à? Đúng rồi. Rút con giờ le màu đen là nó mất điện thầy ạ. Từ từ, từ từ mình làm từng bước, rút giờ le trắng trước. Dạ. Lính đâu, ai không ai cầm điện thoại cho à? Dạ. Không có ai cầm điện thoại cho à? Dạ vâng. Kêu vợ cầm điện thoại đi. Dạ rồi, em rút ra rồi đấy ạ. Rồi em rút ra thì tình trạng thế nào? Nó vẫn còn điện thầy ạ. Vẫn còn điện đúng không? Dạ vâng, đúng rồi, vẫn còn điện ạ. Rồi bây giờ em rút cái giờ le đen thì nó mất à? Đứng le đen thì nó mất ạ. Nhưng mà em lấy cái bút điện đi, em lấy cái bút điện em thử. Em thử hạ 3 cầu chì màu đỏ đi. Em đo 3 cầu chì màu đỏ đi. 3 cầu chì màu đỏ không thầy? Đúng rồi. 3 cầu chì màu đỏ bây giờ là ở em thử ạ. Dạ. Ý là lấy bút điện đo, lấy bút điện đo. Vâng vâng. Đã lấy ghế cho con ngồi. Bây giờ em test vô cọc ông Bình. Đúng rồi, kẹp cọc ông Bình rồi đo từng cầu chì. Đúng rồi, bắt đầu là em đo qua từng cầu chì có điện thầy. Có luôn đúng không? Dạ. Có điện ở 3 cầu chì không? Đúng rồi, có điện ạ, có điện trường 3 cầu chì. Em đừng lấy đèn led em đo, đèn led đo cầu chì không chính xác đâu. Dạ vâng, để em lấy cái đèn bóng. Rồi, bây giờ em có mở. Rồi ok, 3 cầu chì có hết đúng không? Dạ. Rồi, bây giờ em bóp kèn là vẫn có điện đúng không? Dạ đúng rồi. Bóp kèn lại coi nào. Rồi ok. Bây giờ như thế này, em lưu ý này. Em rút, em lật ngược cái chân cầu chì lên anh coi. À lật ngược cái hộp cầu chì lên anh coi nào. Lật ngược cái hộp cầu chì lên. Ủa bỏ ngồi dưới đây cơ hả? Dạ, chắc có chịu dưới. Có đâu, bỏ lên trên. Lật ngược hộp cầu chì lên chưa? Rồi, bây giờ nè. Alo. Dạ rồi, em đặt được đến rồi thầy. Rồi, em lấy cái bút điện, em đo cho anh cái dây cái lấy cái bóng đèn á, đo cho anh cái dây đỏ đỏ sọc vàng. Có điện thầy ạ. Rồi ok. Bây giờ em rút cái giờ le ra để im dây đỏ vàng, để im dây đỏ vàng, rút giờ le ra, cắm bóng đèn vô đây. Dạ. Rồi đo vào dây đỏ vàng. Vẫn có điện thầy ạ. Ok, vậy là chết đi xe rồi em. Dạ, đợi em xin chào vâng, vậy là chết đi xe rồi không thầy? Chết đi xe rồi, nhưng mà chờ anh chúc anh chỉ cách xử lý này. Dạ. À, với cái trường hợp này á thì nếu đúng ra thì là phải thay xe nha. Dạ. Nhưng nếu muốn khắc phục tạm á, nghe chưa? Vâng. Nếu muốn khắc phục tạm á thì em, nhưng mà bây giờ tốt nhất là em tư vấn khách trước, nếu họ đồng ý thay á thì thay, còn nếu họ không đồng ý thay á thì ngày mai anh chỉ cho cách chế lại cái mạch này. Vâng. Ừ, còn bây giờ về cơ bản thì bây giờ em quay ra cái chỗ phần mà chân IC đi. Chỗ phần nào thầy? Chân IC, quay ngược lại chân IC, bên kia chân IC á. Chân cục IC á. Dạ vâng.
Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Bây giờ em coi á, em coi dùm anh con cái chân mà dây tím, tìm cho anh dây tím tím đỏ ấy. Có thấy dây tím đỏ không? Dây mà cấp nguồn cho ổ khóa ấy. Không phải chân đó, chân nhỏ ấy. Bên chân nhỏ kìa, bên rắc nhỏ ấy, rắc ba chân ấy. Ba chân rồi. Rồi, em tìm cho anh cái dây tím đỏ. Có thầy. Có nhìn thấy không? Đây rồi, dây tím đỏ đây. Rồi. Không, em chờ tự đi. Bây giờ em lưu ý nè. Em tháo hẳn con IC ra ngoài, xong rồi em đo thông mạch. Em đo thông mạch ở tại chân IC á, là dây 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 đỏ tím á với lại dây vàng đỏ lớn do cho anh. Thông thường ấy là nó không được thông, còn nếu nó thông là IC đai rồi. Có thông mạch sao thầy? Không, em bây giờ em đánh dấu đi, em đánh dấu ở chân IC á, dây nào là dây 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 tím đỏ. À mà không thì em thôi bây giờ như thế này cho nhanh nè. Em tháo cọc bình đi. Dạ, tháo cọc bình vào. Tháo cọc bình như cắm IC vào, tháo cọc bình như cắm IC vào. Rồi thầy. Tháo bình, tháo cọc bình chưa? Rồi em tháo rồi. Rồi em quay lên đuôi ổ khóa. Quay lên đuôi ổ khóa. Rồi rút cái đuôi ổ khóa ra. Rồi rút luôn chân giờ lại, rút luôn cái chân con giờ le ra, đo vào dây đỏ vàng lúc nãy, đo thông mạch. Có cái thông mạch hay không ở đấy? Đúng rồi. Dây đỏ vàng. Rút con giờ le ra, đo vào dây đỏ sọc vàng, dây lớn ấy. Đo chân ổ khóa với dây đỏ vàng ở đây. Đúng rồi, đo dây tím, dây tím ạ. Đo với thông mạch với dây đỏ vàng, coi có thông không? Có thông thầy ạ. Rồi ok, chúc mừng em, IC đã chết nha. Sao thầy? IC chết rồi. Rồi ok em, ban này ngày mai em báo khách thay IC. Nếu khách không đồng ý thay IC thì chạy qua thầy độ chế cho cái mạch tắt máy, mạch ngắt điện nha. Vâng, dạ ok thầy. Ok dạ. Em. Cảm ơn. Ok em. Dạ.